để có thể bảo kê cho đồng đội của mình. Tâm Ken được khóa vào, đội hình Brion đã xong với 5 lựa chọn. Còn vậy đây thì T1 thì sao? Như vậy sẽ là Ragas đứng trên. Ragas được khóa vào thì đây sẽ là garage của Ragas của Zed và Bobby sẽ nằm trong tay Connor. Như vậy sẽ không phải là kèo Bobby với Chuck ở đường trên mà sẽ là con Ragas. Đội hình mà T1, tôi nghĩ rằng đội hình của T1 thì nó sẽ hơi khó giao tranh một tí. Họ sẽ cần phải có những cái sự kết hợp khá là tốt, tại vì họ có một số cái kỹ năng gọi là đẩy và thay đổi vị trí của đối phương. Do đó nếu như làm không khớp với nhau thì rất là dễ bóp nhau. Ví dụ như Ragas có đẩy, Bobby có đẩy, Azir có đẩy, còn Rakan thì là một người gom. Cho nên là phải có một cái sự phối hợp rất là ăn ý để T1 có thể vận hành được cái đội hình giao tranh này. Việc đánh lệch lên cánh trên bản đồ là điều mà UMT rất có khả năng sẽ làm ở trong ván đấu này. Tại vì nếu như nhìn lại trận đấu với DK, những lần UMT lên đường trên thành công là những lợi thế để xây dựng cái áp lực ban đầu dành cho phía Brion. Và tôi tin rằng với contract này thì Morgan cũng cần sự hỗ trợ của UMT ở trong khoảng thời gian đầu của ván đấu. Chúng ta chuẩn bị đến với ván đấu đầu tiên, cuộc đối đầu giữa T1 và OKC bên bang Brion trong khổ lượt đi của LCK mùa hè 2023. Giải đấu được nắm giữ bản quyền bởi Box Sport. Vâng, thưa các bạn giả, vừa rồi là những lời cổ vũ thật sự rất nồng nhiệt của các khán giả đang có mặt tại IL Park để dành tình cảm cho OK Saving Bank Brion cũng như là T1, và để xem liệu rằng cái biệt danh diệt khổng lồ của OK Saving Bank Brion ngày hôm nay có tiếp tục được duy trì hay không. Cái đối trọng của họ lần này là lớn hơn một chút. Tôi nghĩ rằng là quá mạo hiểm trong pha này thì đúng hơn, mặc dù đúng thật là ở trận đầu trận thì cả Effort thì không có khả năng bảo kê thì đã đành rồi. Henna thì với một con Aphelios không có nhiều máu nữa thì cũng rất dễ để trở thành một mục tiêu tấn công. Dù sao thì cũng không có trong bất cứ một cái phép bổ trợ nào như thanh tẩy cả, bởi vì là Kyria là mẫu tướng có khả năng hất tung chứ không phải là giữ chân. Nhưng tuy nhiên T1 họ đang muốn chơi cẩn thận. Còn UMT, và đây là câu trả lời tới từ cái chơi đi rừng của OK Saving Bank Brion, chắc chắn sẽ có làm choáng thành công. Zerg đang cố gắng đi bộ về, sẽ phải đổi tốc biến hay là không kịp tốc biến, hay không tốc biến tới từ Zerg và chiến công đầu thuộc về Morgan. Bằng một cách nào đó tự nhiên bây giờ UMT trừng phạt chẳng khác gì Clit ở trong những pha cạnh tranh mục tiêu lớn cả. Từ lúc đánh với Canyon bây giờ là chưa thấy thua trừng phạt. Và giờ đây thì bên phía của Brion cực kỳ tự tin, họ đang khai thác một tình huống Honor lên cánh trên. Honor di chuyển lộ trên mắt của đối phương và ngay lập tức Brion tiến vào khu vực hang rồng. Đây sẽ là con rồng miễn phí dành cho OK Saving Bank Brion. Còn Morgan thì đánh cực kỳ nền nã, thấy lính đẩy vào biết rừng của bạn đang ở cánh trên. Thế là Morgan bấm B về dịch chuyển lên trở lại, và như vậy là pha trao đổi mục tiêu rất thành công đến từ phía Brion. Thực ra thì họ chẳng mất cái gì ở cánh trên cả, bởi vì lúc đó bùa xanh của UMT vẫn chưa ra. Ôi. Lỗ cái thiêu đốt. Cố gắng giữ chân Henna lại không thành công tới từ Kyria. Sứ giả được OK Brion xả ra ở khu vực đường giữa và giúp cho Ivory có được lượng tiền. Trong khi đó thì cái nhịp trở về nhà vừa rồi của Henna cũng sẽ không giúp cho bên phía Brion kiểm soát được cho mình con rồng này. Và sau đó thì UMT đang chuyển về hướng tấn công lên khu vực ở trên của bản đồ. Nạn nhân có thể sẽ tiếp tục là rớt bởi vì bên cạnh là không có Honor. Chúng ta đang được chứng kiến một cuộc chiến thực sự, một trận đấu mà cảm giác đúng là LCK kinh điển luôn. Với một lối chơi kiểm soát nặng vào macro, giữa hai bên Faker quyết định mở khu vực đường giữa và đó là nơi đứng đợi sẵn pha tốc biến rất nhanh đến Tavari nhưng không đủ sức giúp cho ta sống. Còn ở cánh trên, Zed đã đẩy Morgan và UMT ra nhưng ta vẫn bị làm choáng liên tục, vẫn bị gõ liên tục, những tiếng bong bong vang lên nhưng vẫn còn hơn 100 máu. Zed đang chạy xa ra khỏi trụ của mình. Honor cũng đang dùng hết tốc lực chạy lên đường trên để hỗ trợ cho đường trên của mình. Và có vẻ như Zed vẫn sẽ sống, thậm chí là ta đang đứng nhìn chờ đợi Honor tới để có thể phối hợp. Zed đang hồi phục lại bằng nội tại của mình. Morgan cũng quay ngược trở lại để hỗ trợ cho UMT. Hai bên vẫn đang vờn nhau. Morgan đứng nhìn Zed không cho anh ta tiếp cận UMT. Hai rừng thì vẫn đang cả liên tục. Honor quyết định tấn công vào Morgan nhưng cú vụt ngọn gió phương bắc của UMT làm chậm Honor. Morgan kích hoạt phản đòn lao lên làm choáng Honor nhưng chưa có sát thương dứt điểm và quay lại tấn công. Zed 200 máu. Ivory đang tới. Honor là người thấp máu nhất trong pha này và ta có thể sẽ phải nằm xuống, nhưng Morgan mới là người nằm xuống trước. Zed nằm sau, hung gió đã trúng. Mỗi bên mất hai người à? Không, chỉ mất một thôi. Double kill cho Ivory. Brion lời. Cái bài toán kiểm soát ở giai đoạn phút thứ 20 của ván thi đấu, thậm chí là chỉ là phút thứ 18 thôi, tôi nghĩ rằng là T1 sẽ out tương đối là nhiều so với những gì mà Brion có thể làm được, bởi vì họ đang có sứ giả. Đấy, tôi vừa kịp nói xong thôi. Sứ giả được thả ra thì sẽ là công trình thứ hai nằm trong tay các thành viên phía T1. Họ lại có cơ sở để mở ra cái khả năng kiểm soát ở trong phần rừng bùa đỏ của nhà Brion, qua đó là sẽ kiểm soát con rồng. Thậm chí rằng họ đang muốn dìu con sứ giả này hút được vào trụ 2, thậm chí rằng là ăn trụ 2 luôn cũng được, nhưng lính đã bị clear hết bởi Henna. T1 sẽ lui về.
Việc Brion không có con Ari của Ivory ở đường giữa khiến cho họ không thể nào giao tranh được, và Ivory bị đẩy vào trụ rất xử lý rất khủng khiếp và bắt cuộc đối phương phải chạy nhưng cũng không được solo kill. 10 điểm Ragas dành cho Zed. Brion bắt đầu gặp khó khi có vẻ như là bên phía T1 đẩy nhanh một chút xíu cái nhịp độ thi đấu của họ, đặc biệt là những pha xử lý kỹ năng cá nhân của Zed. Đó mới chỉ là mạng hạ gục đầu tiên của Zed mà thôi trong ván đấu này sau hai lần. Nhưng như đã nói, việc anh ta nằm xuống hai lần không phải là do anh ta xử lý lỗi, mà đó là tình huống bắt buộc phải nằm. Còn khi nói về những pha xử lý Ragas của anh ta trong ván đấu này, nó quá khủng khiếp, không có một kẻ hở nào cả với cả Túc Biến và Phi Hồ mà Ivory vẫn phải nằm xuống. Và sau đó thì T1 họ cũng sẽ kiểm soát được cho mình con rồng thứ ba của bản thi đấu. Wow, chúng ta có bản đồ linh hồn rồng lửa nha, một cái bản đồ mà sẽ thật sự là rất đáng sợ với bất cứ đội tuyển nào có được. Và ở thời điểm hiện tại thì T1 đang là người nhỉnh hơn về mặt kiểm soát rồng, và họ cũng đã cho thấy được một cái sự nhỉnh hơn về mặt kinh tế so với cả OK Brion rồi. Các bạn hãy để ý là ở đường dưới và đường giữa thì bên phía của Brion đã mất hai trụ, cho nên lượng tầm nhìn của họ cánh dưới nó bị đẩy lui về phía sau. Còn ở đường trên, khi mà bạn vẫn còn trụ một thì Brion vẫn đẩy được những con mắt ra phía phần sân của đối phương để có thông tin, có tầm nhìn. Thì do đó cái việc có được trụ là rất quan trọng. Tùm Ti gặp một chút xíu nguy hiểm, anh ta đang bị giữ chân lại Bola Băng. Chưa được tung ra, anh ta đã tung ra, nó không được sự hiệu quả lắm bởi vì Auri đang ở vào vị trí khá là xa. Còn ở phía trên thì Morgan bị Faker và Zed lao vào tấn công. Morgan còn lượng máu rất thấp, Ivory lao lên giữ chân Honor lại, hôn gió đã trúng, sát thương bắt đầu đẩy vào. Nhưng họ không dứt điểm được ai cả, trong khi đó GumaLC vẫn đang bắn liên tục và Brion tan vỡ hoàn toàn, đang phải bỏ chạy. Và người dịch chuyển chặn đường là Zed, nhưng cái góc này thì không chặn đường được, đối phương vẫn chạy được về trụ. Brion mất hai người. Đó là một pha giao tranh mà bên phía đội hình của OK Brion bị chia cắt hoàn toàn luôn. Và T1, với cái việc là bản thân họ cũng có khả năng giao tranh nhỏ lẻ tốt không kém, thì chúng ta vừa được thấy rằng họ đã khiến cho bên phía của Brion phải vất vả như thế nào. Đầu tiên là lấy hai người ra để quay vào nguồn sát thương đang tương đối là chính của bên phía Brion, là con Jax trong tay của Morgan. Và khả năng kết hợp giữa thùng rượu nổ và phân chiến hạ trong tình huống vừa rồi cũng đã được xử lý rất là tốt tới từ Faker và Zed. Và sau đó thì họ đã để cho Owner cùng với cả Kyria câu kéo được rất nhiều thời gian ở trong phần rừng bùa xanh của nhà Brion. Cái Bola Băng Hàn tung ra vào người một con Rakan thì không ảnh hưởng gì cả, đơn giản là Owner cũng sẽ lao ra sẽ chắn tiếp mà thôi. Tình huống mặc dù là 4 đánh 3 nhưng mà bởi vì cái Bola Băng đã tung ra trước đó và Kyria cũng đã vô hiệu hóa gần như 50% thời gian giao tranh vừa rồi, thì Hena đã bị Kyria vô hiệu hóa và ta không bắn được. Nên lượng sát thương cần có đến từ Brion là không đủ ở trong tình huống giao tranh đó. Để coi Brion sẽ làm gì đây. Họ đang có ý định nhìn về phía của Faker, nhưng Faker không hề đơn độc. Honor và Kyria đang ở rất gần khu vực rừng cánh trên để có thể hỗ trợ khi cần thiết. Và giờ đây thì Kyria lại đang rình Hena một lần nữa. Anh ta đang tiến vào chung với lại Gumayoshi, nhưng Effort đã quay trở lại để có thể hỗ trợ cho xạ thủ của mình. Tuy nhiên người có thể giữ được, còn trụ thì tôi không biết. Một phát, hai phát bắn nữa thôi thì sẽ mất trụ đường giữa. T1 rất là cẩn thận trong tình huống này nha, đợi một tơn lính nữa lên rồi bắt đầu mới đẩy vào. Và Honor đang bị tấn công nhưng mà Honor rất là khỏe, sát thương của Ivory và Ulti không thể nào mà đủ được. Bây giờ Faker lao tới đẩy hai người về chắc chắn rồi, đó chính là Ulti cùng với là Ivory. Sát thương được vào nhưng Faker đang rất đơn độc, Faker nằm xuống, mạng dành cho Ivory. Honor đang cố gắng để bỏ chạy, bị Ivory và Ulti dí theo, đẩy được Ulti về thành công nhưng vẫn đang bị bám theo bởi một con Ari. Tình huống mà chúng tôi không chính xác, Kyria lao vào thôi chung là ai cả, Hena đang được bắn, anh chắc rất lớn Ulti sát nhưng Honor lao vào quá đơn độc và Honor nằm xuống, mạng hơi đáng tiếc về cho Effort. Nhưng cái trừng phạt của T1 đang ở trên bảng điểm số, còn con Baron này thì không có chân để chạy. GumaLC cùng với lại Zed và Kyria bắt buộc họ sẽ phải tiến vào để ngăn chặn pha ăn Baron này. Khá nhiều công cụ của Brion đã mất cho pha giao tranh trước đó, nhưng vấn đề quan trọng nhất là họ có trừng phạt, còn T1 thì không. Họ chuẩn bị đánh ngược ra chăng? Không, họ vẫn đang muốn ăn Baron. Morgan có nhiệm vụ đẩy đối phương ra, Baron đã có thùng lũ nổ được kích hoạt. Ivory là người có thể phải nằm xuống và anh ta đã gục ngã. Tôi nghĩ Baron nên lui về để bảo toàn bộ lợi Baron của mình, nhưng Hena tự tin đứng lại và ta dứt điểm được Kyria. Vẫn đủ thời gian để anh ta lui về và dịch chuyển trở lại của Faker, tấn công vào Umti nhưng không còn phân chia thiên hạ để có thể đẩy Umti vào được trụ của mình. Trao đổi như vậy rõ ràng là bên phía Brion lời, nhưng có thể họ sẽ không giữ được con rồng tiếp theo. Bây giờ hai bên đang vần nhau ở khu vực hang rồng. Morgan với bùa lợi Baron đang đẩy rất mạnh ở khu vực đường dưới, bắt buộc Zed sẽ phải là người đánh hạt không nổ về, tìm góc để có thể phòng ngự. Ivory cũng vừa đẩy được đợt lính ở khu vực đường giữa và đang từ từ di chuyển về phía khu vực hang rồng, nhưng ta đang bị chặn lại bởi Honor và Faker. Đội hình của Nebrion đang bị chia cắt, nhưng tương tự như vậy đội hình của T1 cũng đang rải ra ở rất nhiều hướng. Và Umti sẽ giữ được con rồng hay không? Để anh ta làm được điều đó, Brion quyết định rút lui, đánh rất chắc chắn, hiệu số rồng được cân bằng thì sẽ có lợi thế hơn một cái dịch chuyển.
hoặc nếu như mà rớt được người có mặt ở đó trước thì đơn giản là bên phía của Morgan họ để cho bên phía của Brion họ để cho Morgan đẩy thẳng vào khu vực dưới để cố gắng ăn được cái trụ bậc thềm đường dưới, thì đó sẽ là hai trong số những cái kịch bản chúng ta sẽ có thể vẽ ra được. Nhưng quan trọng là Brion thực hiện đến mức độ như nào khi mà ở thời điểm tại T1 cũng đang kiểm soát bản đồ tương đối tốt, lính lúc nào cũng đẩy cao, tốc độ dọn lính thì nhanh. Lượng sát thương đến từ hai carry của T1 rất là mạnh và họ tấn công một lần nữa, họ đã bắt được Hena đẩy vào đây và đó là lại Faker. Lần này thì đã có người hưởng. Gumayoshi mất rất nhiều máu nhưng Ivory chỉ dừng lại ở đó mà thôi, ta không làm được gì nữa. Tình huống xử lý quá nhanh của Faker khiến cho Effort và Hena không kịp phản ứng gì cả. Và Keria cũng rất xuất sắc trong pha đó, anh ta là người vào chung với lại Faker để có thể giúp cho đường giữa của mình thành công. Nhưng Faker đang bị tấn công, sát thương dứt điểm từ Brion không có trong pha này. Nếu như không có Hena hoặc không có Morgan thì sẽ không có bất cứ một sát thương nào mà Ivory có thể gây được cả. Hôn có tung ra không chính xác Keria, anh ta không có gì cả. Ivory mất quá nhiều máu và Morgan cùng ông T không thể bảo kê đồng đội được. Trong khi đó Baron đã thuộc về T1 rồi, Faker vẫn đang muốn truy tìm những người còn lại. Và khi các thành viên của phía Beyond lui về được thì con rồng này mở cửa đón T1. Con rồng đó nếu như T1 lấy được thì nó sẽ là linh hồn rồng lửa. Thì khi đó thì chắc là Faker với lại Gumayoshi bắn chừng, tôi nghĩ là chừng 3 giây hơn thôi. Là nhiều khi là Umti đi đó. Và giờ đây thì một vùng tối, Umti bắt buộc phải vào để phay check. Các bạn thấy không? Đấy là người trâu nhất bên phía của Brion mà Gumayoshi bắn vài phát. Và anh ta cực kỳ tự tin, né luôn cái bola băng. Thế thì chịu rồi, Ivory là người bị giữ chân lại, đã bắt buộc phải bỏ chạy. Anh Trăng dần lỗi kết hợp với Cung Phong Linh, làm mềm được Gumayoshi. Hena cũng có pha xử lý vô cùng tự tin. Nhưng liệu đã có đủ tiền đề để cho Brion tiến ra khu vực hang rồng hay chưa? Tôi nghĩ là không, tại vì rừng của họ đang quá thấp máu. May cho anh ta là bây giờ rồng chưa ra. 15 giây thưa các bạn, 15 giây cho cái nhịp biến trở về nhà tới từ Umti và anh ta sẽ quay trở lại nhanh mà thôi. Nhưng quan trọng là Bola băng hàn không còn, anh Trăng sẽ lối không còn, Piho không còn. Nghĩa là hơi có và Hena bị xỉa rất đau, có xuống huyết tinh để hồi máu ngược trở lại. Umti đã gần ra đến nơi rồi, con rồng cũng đã có mặt ở trên bản đồ. Người đang đứng ở đây che chắn đó chính là Zerg. Zerg sẽ muốn bảo kê đường di chuyển ra tới từ Umti, không để cho OK Brion dễ dàng di chuyển cùng nhau. Faker và Keria cũng đang đứng ở phía bên ngoài. Tốc độ ăn rồng là chỉ trong đúng một cái nháy mắt mà thôi. Linh hồn rồng lửa đã có, Morgan đang gặp nguy hiểm. Faker đang chưa có linh cắt để xỉ, anh ta mới tung ra một vài đòn đánh thường. Bên phía của OK Brion đang cố gắng khép góc không cho T1 di chuyển về. Nhưng T1 có hàng tấn sát thương, nếu họ muốn mở đấu tranh là họ sẽ mở được thôi. Honor vừa rồi bị bắn cũng khá là đau, nhưng thấy lính đường giữa đang có lợi cho T1, họ sẽ dắt được lính này vào khu vực đường giữa. Trong khi đó Brion đe dọa bằng cách chạy thẳng ra khu vực ăn Baron à. Họ muốn kéo T1 ra khu vực này để giao tranh. Ivory đang giữ vị trí ở phía cánh trên, chúng ta sẽ chưa bị phát hiện ra bởi mục tiêu của T1. Honor đang lò dò đi lên, Ivory là người đang đứng nhìn về phía của Honor. Umti đang cố gắng trong hang Baron, đó là sứ giả phán quyết đã đẩy Umti ra. Trong khi đó phía bên này thì Morgan chết chay, không kịp ú ớ gì cả. Và tất cả mọi thứ đang thuộc về T1, tất cả mọi mạng hạ gục thì đều là bên phía Brion. Họ nằm xuống cả, 4 điểm hạ gục đã có cho T1, Umti đánh nạt không nổi để bỏ chạy. Nhưng việc mà anh ta sống cũng không thay đổi được kết quả của ván đấu này. T1 vươn lên dẫn trước 1-0. Umti chạy để giữ KDA, chưa nằm xuống lần nào. 0-0-5. Người chơi cũng có thể nói là thi đấu ổn định và xuất sắc nhất của bên phía OK Brion trong cái ván thi đấu vừa rồi. T1, 36 phút trôi qua, họ đã thành công trong việc out macro so với cả Beyond phía bên kia, không có gì quá khó khăn cho lắm. Và mang về chiến thắng 1-0 sau khi có linh hồn rồng ngàn tuổi, cộng thêm đó là bù lợi Baron. Rồi ạ, vậy là Jace. Jace sẽ... Tức là Jace là người của Faker, hay là sẽ là một con Redstone đi gục đường giữa dành cho Faker đây? Chúng ta sẽ phải đợi khi mà đồng hồ đếm ngược về 20 giây thì mới rõ được cái đội hình này, để xem rằng là bên phía của T1 họ muốn đi cái kèo như thế nào. Tức là khi mà Jace ở đứng trên thì với cái sải tay dài thì cái khả năng trao đổi với cả con tướng Na cũng sẽ không phải là quá ngán cho lắm. Và tuy nhiên ở đứng giữa thì bắt một con thần cá sấu đi với cả con Annie tôi nghĩ rằng là hơi tội. Vậy nên khả năng phần trăm cao sẽ là Faker cầm Jace. Vâng ạ, thưa các bạn khán giả, chúng ta sẽ cùng nhau đến với ván thi đấu thứ hai của cặp BO3 giữa OK Saving Bank Brion đối đầu với T1. Và trong cái ván thi đấu thứ hai này thì bên phía đội hình của T1 đang có một vài những sự thay đổi, thì là sự góp mặt của Jace trong tay của Faker, Redstone trong tay của Zerg, và bên phía của OK Brion đó là con Lee Sin nằm trong tay của Umti.
Thực ra là tôi cũng vừa được ngồi bình luận trận đấu giữa Hang Online với cả Quantum Freaks, thì Taeyun cùng với cả Jun của Quantum Freaks có cho mình cặp đôi là Jerry với Lulu rất là mạnh, nhưng mà cuối cùng là họ lại đánh rơi mất cho mình cái chiến thắng. Thì bây giờ liệu rằng là T1 họ có cơ sở để có thể giải hóa cái lời nguyền này hay không ấy? Nhưng mà Morgan đang bước lên có Na khổng lồ. Morgan nếu như mà nhạy cảm thì ta sẽ cắm một con mắt vào cái bụi cỏ, nhưng mà không thể nào mà có Haki quan sát để mà cắm mắt vào đó được. Tầm nhìn đã có và đang có một tín hiệu muốn di chuyển ra làm choáng tới từ Zerg, còn Honor vẫn đang tiêu tốn tương đối nhiều thời gian ở đây mà chưa có bất cứ một cái lượng thông tin nào cả. Chúng ta thấy đang có phần nào đó sự dịch chuyển về cách đưa ra quyết định của một số người chơi đi rừng khi mà việc tấn công hỗ trợ đường trên, đặc biệt là những đường trên đấu sĩ carry như thế này, được ưu tiên. Và Morgan đang phải chạy Honor tốc biến, anh ta chỉ có thể đổi tốc biến của Morgan mà thôi. Và combo đột kích tốc biến của Honor hơi thiếu tầm một tí, nhưng ít nhất nó cũng sẽ khiến cho Morgan mất gần như là một đợt lính. Ở trong tình huống vừa rồi anh ta sẽ mất kinh nghiệm nữa. Honor và Zed chưa có ý định bỏ cuộc mà họ hơi tốn, tôi nghĩ là hơi nhiều thời gian một tí, và Ti vào rừng bị Faker tấn công. Tuy nhiên có đồng đội hỗ trợ sống ông Vinh cứ bay vào và Faker có thể sẽ phải nằm xuống. Đó là chiến công đầu dành cho Effort. Kira đang lui về, Ti vẫn đang lao theo, nhưng sát thương trả ngược lại của Kira là tốt. Cũng sống ông vừa rồi chỉ trúng vào cốc mà thôi, và Ti rút lui. Chỉ số lớn ở khu vực đường giữa đang không có nhiều chênh lệch. Ti thì đã đẩy sóng âm vào rồng, nhưng mà anh ta chưa bay vào, anh ta bước vài bước nữa xuống khu vực đường dưới không có tầm nhìn, nhưng vẫn còn hai tốc biến vừa rồi của sóng âm hắc não, nhưng mà UMC không rút lui về. Ti sẽ quay trở lại với con rồng, vẫn có đủ khoảng trống để anh ta ăn rồng. Giờ này thì Henna và Hefox sẽ ra hỗ trợ. Sóng âm sóng âm phục và con rồng tới từ Ti, nhưng mà không có nên gì cả. Cái khả năng kiểm soát ở khu vực hang rồng nó không bị thay đổi sau cái tình huống sóng âm đó, và sẽ là mục tiêu lớn đầu tiên trên toàn bản đồ dành cho bên phía của OK Beyond, sau khi họ có một cái nhịp đẩy ở khu vực đường dưới tương đối là tốt, ép cho Gumaoshi và Kiria phải lui về một nhịp. Và đơn giản là cái tốc độ của bản tiêu này vẫn đang được kéo tương đối là chậm mà thôi, khi mà Henna, Gumaoshi rồi là Ivory và Faker chưa có quá nhiều tài nguyên. Gumaoshi đang là người vòng sau à, và Honor là người đứng trước. Henna mất luôn cho mình thanh tẩy rồi, còn tốc biến mục tiêu được chọn tới từ Beyond, đó chính là lùa Faker ra. Con rồng còn một nửa máu, dịch chuyển trở lại tới từ Morgan. Zerg cũng với cả Faker đang đứng ở một bên, ba người còn lại thì còn đang đứng một bên. Con rồng còn 1600 máu lao vào, trừng phạt tới từ ai đây? Đó là con rồng thuộc về bên phía của Beyond. Họ tràn tấn công, Honor mất rất nhiều máu, Honor có khổng lồ anh ta sống được, và Jerry của Gumaoshi bắn tương đối thoải mái. Các thành viên của bên phía Beyond họ phải tốc biến bỏ chạy. Vậy là một rồng đổi lấy hai mạng. Tôi nghĩ là có thể coi là về mặt lâu dài thì Brion có lợi thế, tại vì họ sẽ có con rồng nguyên tố thứ hai. Nhưng chắc chắn lợi thế thuộc về T1 ngay lập tức, tại vì họ đẩy được thêm tiền cho xạ thủ của mình. Với mạng rơi vào tay của Gumaoshi, như đã nói, việc mà con Jerry cầm tam hợp kiếm, trong khi đó Aphelios là dây cuồng nổ và BF, thì không có cách nào bên phía Brion có thể giao tranh thắng cả. Và sau pha giao tranh có được mạng, Gumaoshi lại lấy được thêm cái trụ một ở khu vực đường dưới nữa. Nổ long cước, có người hướng Faker và giữ chân lại. Sát thương đến từ Henna tạm thời là chưa đủ, Faker vẫn chạy được vào khu vực rừng của đối phương. Henna đang cố gắng lao theo, Annie của Ivory đang chưa di chuyển vào để có thể chặn đường. Bắt đầu di chuyển vào để chặn, Faker cố gắng để có thể tự hủy ở trong trụ. Anh ta tăng tốc di chuyển né khỏi ánh trăng dẫn lối, và có thể Faker sẽ tự sát thành công. Tuyệt vời luôn. Và cố gắng hai trụ rồi. Gọi là nhường mục tiêu cho đối thủ để ăn công trình. Kịch bản không phải là tệ. Còn đây là một cái vùng tối. Tắt màn hình, xin lỗi, tắt tầm nhìn đi để chúng ta thấy được rằng là Zerg đang nhìn thấy như thế nào. Và Effort cùng với Ti đang chờ đợi Zerg. Nó nhìn thấy con thần cá sấu trông hơi lực, không dám lao vào. Nhưng Morgan thì không lực đến như vậy. Anh ta bị đẩy ra khỏi tường và không thể nào nhảy qua nó được. Faker đã xử lý rất gọn gàng khi mà lôi phạt đối phương ra khỏi bức tường đó, và Morgan nằm xuống lần thứ hai trong ván đấu này. Và khi mà Morgan không thể nào sanh được thì tôi nghĩ rằng hy vọng của Brion ở trong ván đấu này nó cứ nhạt dần, và khả năng cao sẽ là một thắng lợi 2-0 dành cho T1. Tầm này thì chừng phút 25 chắc phải chênh lệch gần 10.000 tiền. Bây giờ thì nó đang là 5.000 rồi, tròn trịnh rồi. Và Faker sẽ đẩy tiếp vào ở vùng dưới và chắc chắn là sẽ có công trình thôi. Công trình thứ 3 dành cho T1 ở phút thứ 17. Một cái tốc độ bán thiếu đang được đẩy rất là nhanh, mặc dù là không có giao tranh nha, nhưng mà tốc độ bán thiếu đang diễn ra rất là nhanh. Và chuẩn bị là công trình thứ 4 luôn. Trụ một đường dưỡng cũng mất, trụ bậc thêm đường dưới cũng bị hút và mất luôn à. Ui, Brion sứ giả đỉnh. Họ thực ra họ đang phải phòng ngự nhiều chỗ quá. Đường giữa thì Guma đang đẩy, đường dưới thì Faker đẩy với sứ giả. Tôi nghĩ rằng bên phía của Brion đã cũng không còn nhiều, cảm giác là cái chiến ý của họ không còn nhiều nữa, bởi vì T1 đánh chắc quá. T1 rất quyết tâm để có được tuần thi đấu 2-0 của mình. Và
họ sẽ có được điều đó, chắc chắn sẽ là một ván thắng nữa dành cho Tiêu Anh. Khoảng cách này xa quá rồi. Và chúng ta được xem lại tình huống highlight ngài bị bắt ở khu vực đường dưới. Bây giờ thì khó quá rồi, con na của Morgan là 0-2-0. Cái ván thì Umti thật sự là không di chuyển nổi luôn. Honor là người làm tốt hơn rất là nhiều, mặc dù là Honor farm thua, mặc dù là Umti là người đã giúp cho bên phía Rion có được điểm chiến công đầu, nhưng như vậy là không đủ. Và Umti, ui thế này là nặng lắm nha. Rồi xong, bật thân cá sấu lên trước làm cho nên ui từ đâu Umti si tới. Tôi hỏng rồi, tôi hỏng rồi. Chạy được không Efo, chạy được không? Ta còn tốc biến, đội hình Tiêu Anh vẫn đang chặn đường. Honor đang vào vị trí và ta vẫn còn nguyên cái bô la băng. Tôi nghĩ rằng người được chọn rất nhiều khả năng là Morgan. Honor đang giữ chân Efo. Đúng là như vậy, bô la băng gửi thẳng đúng địa chỉ, không kịp tỉnh. Vâng, tôi chắc chắn là chúng ta phải đồng ý thôi đúng không ạ? Bởi vì là thực ra cái tuần này của Bion là thật sự là nặng ạ. Họ nặng đã chứ. Có được một phép màu rồi. Họ đã có được một phép màu rồi. Ivory. Mai mà ôi. Nào Tân Minh. Faker gửi lời chào tới Tân Minh. Dịch chuyển tới từ Morgan với con na khổng lồ nửa cây nộ cũng như là Kyria, nhưng rớt đang gần 30 phía bên này. Rớt vẫn đang trụ được, vẫn đang hồi được máu. Tốc biến bỏ chạy, rớt vẫn sống, người có mạng lại là Umti. Nhưng đang bị tấn công, Honor lướt sang và Umti nằm. Double kill dành cho Quỷ Vương Faker. Gumashi lướt lên bắn với điện lại ghi điểm. Và Honor tốc biến lên, giữ chân con đường một người lên công đây. Một nhịp nữa thôi. Và double kill cũng dành cho Gumashi. Các bạn là một mạng cho Gumashi luôn. Chuẩn bị double kill, chuẩn bị sẽ là triple kill. Và hai carry của T1, một người ăn 2, một người ăn 3, quét sạch. Việc mà Gumayoshi nằm xuống có thể ảnh hưởng tới tốc độ ăn Baron của T1 một tí, tại vì họ chỉ còn lại một nguồn sát thương chính mà thôi, đó là con dây này. Nhưng mà tôi nghĩ là với việc mà toàn bộ đội hình của Brion đang ở trên bảng đếm số, nếu như mà cái mạng vừa rồi của Gumayoshi là effort ăn luôn à. Ôi dồi, thế này thì nặng quá ha. Ivory 0-2, Morgan 0-4. Một cái ván thi đấu nó trôi, thật sự là quá là trôi luôn rồi. 4.000 tiền chênh lệch, 3.000 tiền chênh lệch, tôi không cần phải đếm đúng không ạ? Và bô la băng hàn không ra. Wow, thanh tẩy đứng quá. Đi nhanh đấy. Highlight, highlight bấm thanh tẩy. Cái đó mà, có cung phong linh không ta? Sao không kích cung phong linh có thể chạy được không ta? Pha đó thanh tẩy đỉnh đó, Hena thanh tẩy pha hơi đỉnh luôn. Nhưng mà rất tiếc là đối phương vẫn đang ùa lên với con Lulu. Thì thôi đành phải chịu, coi như đó là điểm sáng cuối cùng của Hena cũng như là Brion ở trong ván đấu này, bởi vì T1 đã bắt đầu tiến vào căn cứ của đối phương với bộ lợi Baron. Và đây mới chỉ là phút thứ 23 mà thôi, sự bất lực rõ ràng đang hiện lên trên đội hình của Brion. Morgan cố gắng hoa na khổng lồ, Ivory đang tìm góc để có thể thả gấu, ta chưa tìm được mục tiêu mình, thậm chí là cú MC khiến cho ta không thể thả gấu, chết chay luôn. Xong rồi, 2-0 nhẹ nhàng cho T1 trong ngày thi đấu hôm nay, và họ kết thúc tuần thi đấu này với hai thắng lợi. Tổng kết lại là 15.000 tiền chênh lệch. Không biết là chúng ta có một cái kỷ lục nào đó hay không với con số này, khi mà một đội giành chiến thắng rồi nhưng cũng không để ý cho lắm. Nhưng mà là một cái ván thi đấu mà có lẽ rằng tôi tin rằng nó cũng hơi có phần nhạt, nhưng mà quan trọng là vì T1 đánh rất là chuẩn, họ không mắc sai lầm, họ khiến cho Brion không làm thế nào để mà có thể bật ngược trở lại được, và cứ như thế trôi dần và thua mà thôi. T1 2-0 Brion.